đi mẫu nào em còn em lấy size cho. Nó rất thử cái này không nhá. Bạn thử đi. Rất không cái này này để đi làm nó kín đáo. Vâng, nhưng cái đấy nó còn một chiếc, còn một bé. Sao tối không chị? Hơi tối nhỉ? Sao đấy nhỉ? Được, được, cũng không tối lắm đâu. Rồi, sáng rồi, sáng chưa? Được. Em đi không? Ngán. Cái đấy rất là xinh. Rồi, em chào các chị ạ. Mọi người đã vào chưa? Chị nào vào rồi thì ấn của em một chấm đi ạ. Chị nào vào rồi thì chấm giúp em một chấm đi để em nhìn thấy các chị nào. Chấm nhưng mà cuối cùng là lắm lúc có nhìn thấy chị các chị đâu. Vâng, là cái nhiều chị ở nhà chị làm chị chấm vào. Nhiều comment quá để không thấy. Sao chưa thấy nhỉ? Rồi, em chào chị Hoa Lê Thị nha. 706 em còn S. À, Bùi Hoa, chị Bùi Hoa ơi, 1706 em còn S là M chị nhá. Nếu như mà chị vừa thì chị cứ để lại số điện thoại và mã sản phẩm em đặt hàng giúp chị ạ. Em M rồi chứ. Em xin lỗi nha, em chỉ còn S thôi ạ. Rồi, em chào các chị ạ. Các chị ơi, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 3 rồi, ngày mai là ngày mùng 8 tháng 3, tức là ngày gì nhỉ? Ngày phụ nữ Việt Nam à? Ngày gì? Ngày của mình rồi. Chứ là ngày của mình rồi, không biết. Chết rồi. Nhưng mà em không thể, ngày mai em có thể quên là ngày gì, nhưng mà chắc chắn ngày mai là ngày sale cuối cùng của Vũ Mắc các chị nhá. Vậy nên là hôm nay ạ, trong buổi tối hôm nay các chị nhớ săn hàng sale nhá. Nhớ săn hàng để ngày mai em có thể chốt đơn gửi hàng cho các chị ạ. Rồi, bởi vì ngày mai anh Việt mua cái váy tặng vợ đây. Anh Việt đâu, anh là anh nào nhỉ? Nên là các chị đang xem buổi livestream ngày hôm nay ạ thì nhớ ngày mai là ngày của vợ mình, của mẹ mình, của các chị em mình thì hãy đặt hàng để tặng quà cho chị em mình nha. Còn các chị ạ, nhớ tặng mình một chiếc đầm hoặc một chiếc áo để diện cho ngày 8 tháng 3 nha. Còn chị nào mà hôm trước trong buổi livestream trước ạ mà chưa có cơ hội đặt hàng ạ thì hôm nay cũng cố gắng săn cho mình được một chiếc áo hoặc một chiếc quần, một chiếc chân váy thôi cũng được ạ. Các chị ạ, có chị nào đang có gần 100 chị rồi, 100 chị ấn giúp em một lúc chia sẻ đi ạ. Rồi mình sẽ bắt đầu buổi livestream ngày hôm nay nhá. Em sẽ cố gắng like hết tất cả các mẫu để có thể phục vụ các chị, để giúp các chị chốt đơn, để giúp các chị mua hàng nha. Rồi. Các chị ấn giúp em một lúc chia sẻ đi ạ. Vẫn như thường lệ ạ, vẫn như thường lệ. Đặc biệt trong ngày 8 tháng 3, Vũ Mắc 451 Nguyễn Văn Cừ sẽ tặng một phần quà rất là lớn để dành tặng cho các chị. Vậy nên là các chị ấn giúp em một lúc chia sẻ để em bắt đầu livestream nha. Cái váy này còn một chiếc đâu Minh? Một chiếc thì lai tim kiểu gì? Một chiếc có đâu nhỉ? Tôi điện mấy thôi. Minh lấy hộ chị đi. Ôi đây là nó. Cái đấy chỉ mặc đi chơi thôi chị ạ. 100 chị ấn hộ em nút chia sẻ đi ạ. À. Nào em tặng cái đầm màu xanh maxi này nhỉ. Chuẩn bị đến mùa hè rồi đi biển nhỉ. Món quà đầu tiên nhỉ, món quà đầu tiên tối nay thì sẽ tặng chiếc đầm maxi nhá. Chờ quà, ôi tối nay sẽ, nào cả nhà thích tối nay có 2 hay 3 món quà, em sẽ tặng quà nhá. Tối nay sẽ là quà đặc biệt tại vì là ngày cuối cùng của xe và là ngày đặc biệt của chị em phụ nữ thì em sẽ tặng một chiếc đầm. Đầu tiên là chiếc đầm cho một mùa du lịch sắp đến. Chiếc đầm maxi rất là đẹp và đặc biệt là màu xanh nhá, xanh của nước biển này. Rồi quá là đẹp luôn, quá là thích hợp với mùa hè. Món quà đầu tiên, một món quà cho mùa du lịch sắp tới nha. Dành cho chị nào ấn hộ em nút chia sẻ và chia sẻ buổi livestream cực kỳ nhiệt tình cho em nha. Món quà này đặc biệt, em bảo là ai mà nhận hàng mà không thích món quà này thì là phạt em nha. Vải gọi là mềm mại, quá là mềm và quá chất là quá đẹp. Và đây là món quà đầu tiên ạ. Món quà đầu tiên có giá trị tận 450.000 cơ. 450.000 dành cho chị nào may mắn nhất nha. Bằng cách là các chị 100 chị ấn hộ em nút chia sẻ đi nào. Chia sẻ này, đặc biệt là chia sẻ trên tường của mình ở chế độ không khai này, chia sẻ trên các chợ, các hội, các nhóm, chia sẻ nhiệt tình của em nha. Nhớ là chia sẻ nhiệt tình của em ạ. Để tặng chiếc đầm này này, các chị ngắm nhìn đi ạ. Em đang mặc rất là đẹp. Mà mặc đi biển, đi chơi với mùa hè thì quá là đẹp luôn ạ. Một mùa. Rồi 100 chị ấn hộ em nút chia sẻ. Ô chị Mai Huệ Trần này, em chỉ bảo dạ cho chị rồi nha. Và đặc biệt là tối hôm trước ạ, chị em nào mà còn lỡ hẹn với em những chiếc áo dạ thì tối nay nhớ để ý ạ, em vẫn tiếp tục còn sót mỗi mẫu một vài chiếc áo dạ thì em sẽ like nốt nha. Dành cho chị nào may mắn thì sẽ nhặt được những chiếc áo dạ cuối cùng của mùa đông năm nay ạ. Đấy là những chiếc áo dạ của Vũ Mắc cuối cùng nha. Nhanh tay ạ, còn ai muốn mua áo dạ
của Gu Max mà chưa mua được thì tối nay cũng tăng vào đi ạ, tăng vào để mua những chiếc áo dạ cuối cùng của nhà Gu nha. Đúng rồi, 200 chị ấn em nút chia sẻ đi, chia sẻ nhiệt tình hộ em nào. Kêu gọi tí mà có vẻ là hôm nay hay là tối nay là mùng 7 à. Chắc là đang có nhiều tiệc tùng quá, các chị em đi tiệc tùng hết rồi thì vắng vẻ quá nhỉ. 200 chị đâu rồi ạ? Chào Tuyền Lê nha, Tuyền Lê ấn hộ chị Vân nút chia sẻ nào. Sợ là tối nay mọi người đang đi ăn tiệc hết rồi, chắc là chỉ có chị em nhà Minh Vân là nhiệt tình để mang đến những mẫu đầm mẫu váy đẹp cho các chị thôi ạ. Mấy rồi, 200 chị rồi, 200 chị ấn em nút chia sẻ. Em chào chị Gồm Bắc Ràng nha. Rồi, ôi đông quá, rồi 200 chị ấn em nút chia sẻ đi nè. Bạn ấy trắng, bạn ấy mặc rất là đẹp. Rồi, đúng rồi, 200 chị nào. Chia sẻ hộ em nào, ai chia sẻ nhiều rồi comment cho em nào, chia sẻ ở nhiều hội nhiều nhóm nha. Và đặc biệt là các chị nếu mà yêu thương em này, ủng hộ em này thì nhớ là chia sẻ lên tường của mình ở chế độ công khai nha. Và đặc biệt là vào trang Gu Max 451 Nguyễn Văn Cừ Long Biên Hà Nội ạ. Ấn hộ em một nút like thích, ấn hộ em một nút like thích, đấy là yêu thương em. Lúc nào chỉ cần em live stream, các chị muốn em giới thiệu mẫu nào thì sẽ có một chế độ tự động báo là em nhà Gu Max 451 Nguyễn Văn Cừ live stream nha, là các chị sẽ nhận được nha. Nên các chị nhớ ấn hộ em nút chia sẻ và nhớ ấn hộ em một nút theo dõi vào trang Gu Max 451 Nguyễn Văn Cừ Long Biên Hà Nội nha. Đầm chị mặc có sai không? Ôi đầm này hiện tại hả chị? Xin chào. Hello cô. Đầm khác đến cho chị. Chọn nha rồi chị lấy sai cho nha. Rồi ạ, và đặc biệt là nếu mà ai thích mẫu đầm này, em lưu ý là mẫu đầm này hiện tại em đang có đủ size, tại vì là một mẫu đầm mới mà, một mẫu đầm tương đối mới, bởi vì là dành cho mùa hè năm nay để đi du lịch, quá là đẹp ạ. Vâng, chào chị Mai nha. Rồi chơi đi nào. Không chơi gì luôn ạ, không cần mini game luôn ạ, chỉ cần lên mốc đơn giản. Tối nay vì nhiều chị đi chơi tiệc tùng quá, chỉ cần 300 chị cho mã sản phẩm. Em đọc mã sản phẩm nào, 300 chị theo dõi cho mã sản phẩm 10707. 10707 chỉ cần 300 chị thôi nhá. Đơn giản, tối nay em chỉ cần 300 chị thôi ạ. À. Tại vì có quá nhiều chị đang gọi là đang vui vẻ đi tiệc tùng. Em vẫn ở nhà bán váy ạ. À. Em vẫn ở nhà bán váy Gu Max nha. 300 chị gọi tên tặng luôn. Ai có mốc 300 nào? Hơn 200 chị chỉ cần ấn lại hộ em một lần nữa nút chia sẻ thôi ạ. À. Sẽ đạt được mốc 300 gọi tên tặng luôn mã sản phẩm này ạ. À. Em chỉ còn một chiếc thôi ạ. À. Chỉ cần 300 chị thôi nha. 300 chị là em sẽ bán mã sản phẩm này. Đầu tiên là em sẽ gọi tên tặng quà cho một chị may mắn nhất. Và thứ hai là em bán mã sản phẩm này với cái giá cực kỳ sốc. Mã sản phẩm đầu tiên nhá, đây là mã sản phẩm đầu tiên em bán với giá là 259.000. 259.000 nha cả nhà. Và đặc biệt lưu ý là chỉ dành cho 10 chị để lại số điện thoại mã sản phẩm nhanh nhất. 10 chị thôi nha các chị, 10 chị để lại số điện thoại mã sản phẩm nhanh nhất. Hơn 200 chị, 250 chị rồi ạ, 250 chị. Ấn lại hộ em nút chia sẻ đi nào. Ấn hộ em nút chia sẻ, em bán mã đầm màu xanh, xanh ngọc, xanh nước biển này với giá là 259.000. Và đặc biệt là sẽ tặng cho một chị may mắn nhất. Chị nào may mắn nào, 250 chị rồi, sắp lên 300 chị rồi. Chỉ cần tối nay chỉ cần 300 chị theo dõi em đến là vui rồi. 300 chị thôi nha, 300 chị em tặng chiếc đầm này nào. 50, rồi em cảm ơn chị Mai Chu nha. Rồi đúng rồi cả nhà, chia sẻ nào, 250 rồi. Chỉ cần 250 chị ấn lại hộ em một lần nữa nút chia sẻ thôi. Rồi chào Tuyền Lê nhá. Tối nay Tuyền Lê không đi chơi à? Nào, mã sản phẩm này nhá, em tặng một chị may mắn nhất và em vẫn bán dành cho 10 chị để lại số điện thoại mã sản phẩm nhanh nhất với giá là 259.000. 259.000. Nào 2 phút nữa các chị chia sẻ nhiệt tình hộ em đi ạ. Ôi Gu Max chuyên váy công sở các chị khỏi lo nhá. Rồi đúng rồi ạ. Em đọc mã sản phẩm nha. 10707 10707 259.000. 259.000 thôi nha các chị. 30k tiền ship. Ôi 289.000, chưa đến 290.000. Quá là chất luôn. Rồi chào Khánh Linh nha. Rồi tối nay xem là mã sản phẩm này tối nay có vẻ như không thể lên được 310, buồn quá. Bình thường phải là 700k, 710, 1.000 người theo dõi, nhưng tối nay có vẻ là buồn quá. Nào em sẽ đọc mã sản phẩm nha. Cả nhà lưu ý mã sản phẩm này, em đọc lại mã sản phẩm và mua với giá chỉ 259.000 thôi nha. 10707 MS10707 kèm theo số điện thoại ạ. Mã sản phẩm là MS10707 kèm theo số điện thoại. Em bắt đầu nhận đơn cho MS10707 nha. 10 chị đầu tiên để lại số điện thoại và mã sản phẩm nhanh nhất thì em sẽ để hàng nha. MS10707 chưa bao giờ được kết quả. Rồi tối nay chị nào may mắn, tối nay em sẽ có 3 món quà. 3 món quà, 1 váy, 1 chân váy, 1 quần tây.
dành cho ba chị may mắn nhất nhé, ba món quà đặc biệt của nhà Ngu tối nay ạ. MS10707 kèm theo số điện thoại với giá chỉ 259.000. Ồ, em sẽ cất cái váy này nhá để cho các chị nhìn dáng này. Thiết kế rất là đẹp nha, vải thì quá là đẹp luôn ạ. Đây, ống tay rất là điệu đà. Đây, đằng sau này nha. Các chị đi biển thì quá là đẹp luôn ạ. Mùa hè quá là bóng bẩy, quá là đẹp ạ. Đây là mã sản phẩm đầu tiên em dành cho mùa du lịch năm nay nha, khởi động mùa du lịch năm nay nha. MS10707 kèm theo số điện thoại nào, nhanh tay để lại số điện thoại mã sản phẩm nào. Các chị chia sẻ nhiệt tình hộ em đi ạ. MS10707 kèm theo số điện thoại ạ. Có vẻ số lượng người xem tối nay ít quá, các chị ấn hộ em nút chia sẻ đi ạ. MS10707 kèm theo số điện thoại ạ. Đúng rồi ạ, 200 chị ấn lại hộ em nút chia sẻ đi ạ. Buồn quá, tối nay có vẻ là vắng vẻ quá. Hai ba hôm nay các chị đi chơi suốt nên là em like có vẻ vắng vẻ quá. Nghĩa nghĩa bị ao rồi à? Đã xe hơn 10 nhóm. Đúng rồi, MS10707 nào, mình sẽ ra giới thiệu tiếp theo về mã đợt này nhá. Em sẽ đứng cho các chị ngắm lại một lần cuối cùng để rời khỏi để bán thêm một mã sản phẩm mới nhá. Các chị ngắm kỹ đi ạ. Chất vải nha, em giống sát chất vải là chất vải voan rất là mềm mại các chị nhá. Cái đấy chỉ còn duy nhất một chiếc ạ. Đây ạ, MS10707 nhá. Đây voan này, voan này, vải rất là đẹp này. Đúng rồi ạ, mạng lắc rồi chị ơi. Mọi người mang bạn lắc chờ chờ. Có phải là mọi người đang xem thì bị ăn không ạ? Tại vì em đang thấy hơn 200 chị, tự nhiên tụt xuống còn hơn 100 chị. Các chị ấn giúp em một nút chia sẻ đi ạ. Tại vì hình như là mạng có vấn đề là bị ao ra, bị toàn biến rồi. Ôi, xe quá. Mạng lag đúng không ạ? Ồ, em rất là xin lỗi nha, nếu như mà chị nào bị lag. Em đọc lại mã sản phẩm cho chị nào chưa kịp nghe đây ạ. 10707 các chị nha, 10707. Đầm van luôn này. Đầm maxi tay rơi các chị nhá, đầm maxi tay rơi rất là đẹp. Các chị nhìn thấy em cầm là biết là chất liệu nó mềm mại và nhẹ nhàng như nào rồi đấy ạ. Đây ạ, rất là mềm các chị nhá. Chất liệu rất là mềm. Rất là thích đúng không ạ? Các chị nào ạ? À em lưu ý này, cái mẫu này chỉ có giá là 259.000 thôi chị nhá. 259.000 một mẫu sản phẩm. Quá là tuyệt vời này luôn ạ. Đây. Chị nào ạ? Chị nào nhớ để lại mã sản phẩm và số điện thoại để ngày mai em phải có điện cho đơn hàng cho các chị nha. 10707 ạ, 10707 các chị nhá. Đây em giúp các chị lắm này. Ồ, đã xe lại rồi, em cảm ơn các chị xe lại giúp em đi ạ. Tại vì là có lẽ là mạng lag nên là bị tụt ra, các chị bị ao ra ấy. Chị có bảo được không? Ồ, các chị thấy mạng có ổn định không ạ? Các chị comment giúp em là xem mạng có ổn định không ạ? Tại vì em thấy là mọi người bảo lag quá. Đã xe lại, đã mạng bị ao ra phải không ạ? Rồi, em cảm ơn các chị nhá. Tại vì mạng dạo đấy hơi bị trục trặc, có vấn đề đấy, các chị thông cảm giúp em nha. Dạ. Đây ạ, còn chị nào nữa không ạ? Để em chuyển qua mẫu khác nào. Còn chị nào thích mẫu sản phẩm này nữa không ạ? Thì để lại mã sản phẩm của em nhá. Mà ok rồi, vâng, em cảm ơn nha. Sản phẩm này chị ạ, chiếc váy màu xanh này ạ. Mượn đây, chỉ có giá là 259.000 các chị nhá. 259.000 một chiếc váy này thôi ạ. Một chiếc váy rất là tuyệt vời này. Các chị thấy mềm mại không ạ? Ổn rồi ạ, dạ em cảm ơn nha. Mạng ổn rồi, các chị ấn giúp em một nút chia sẻ lại đi ạ. Các chị ấn giúp em một nút chia sẻ lại đi nha. Để mình bắt đầu, để em like sang một mẫu khác ạ. Rồi, 10707. Váy trắng bao nhiêu ạ? Váy trắng một lát nữa nha, một lát nữa em sẽ giới thiệu váy trắng em đang mặc nha các chị nha. Một chiếc váy vô cùng tuyệt vời, một tí nữa em sẽ like tiếp ạ. Bây giờ còn chị nào thích mẫu này nữa không ạ? Để em cho đơn ạ. Váy em đang mặc chỉ có duy nhất màu trắng thôi chị nhá. Đây ạ, váy em đang mặc chỉ có duy nhất màu trắng. Nhưng một lúc nữa em mới bật mí cả. Các chị ấn giúp em nút chia sẻ đi, để tí nữa em chuyển qua một mẫu màu trắng em đang mặc ạ. Đây ạ, mẫu xanh đây các chị nhá. Rồi, có chị nào mạng chán quá, ổn chị. Chị thì kêu ổn, chị thì kêu chán. Chắc là do mạng. Dạo này Facebook chán quá các chị ạ. MS10707 các chị nhá. Đây ạ. Em chuyển qua mẫu khác này. Em chuyển qua mẫu trắng em đang mặc nhá. Các chị ấn giúp em nút chia sẻ đi ạ. Để em giới thiệu mẫu này tiếp theo ạ. Không có màu cam chị ơi, mẫu này em chỉ có duy nhất một màu thôi ạ. Các chị ấn giúp em muốn chia sẻ lại đi. Hay mình chơi một chút mini game cho không khí nó tưng bừng nhỉ. Cho em mượn xin nó tờ tiền à. Các chị nào thích mẫu trắng em đang mặc không ạ? À? Hôm nay em sẽ tặng luôn mẫu trắng này cho các chị nha. Sẽ tặng luôn mẫu trắng em đang mặc cho các chị với một điều kiện nhỏ thôi ạ. Các chị có thể chơi mini game được không ạ? Em có tờ tiền này đây ạ. Các chị có thể comment 2 số cuối của tờ tiền đấy giúp em ạ. Comment 2 số cuối của tờ tiền ạ. Kèm thêm tăng 3 người bạn và chia sẻ livestream và chế độ công khai trên trang cá nhân nha. Rồi ạ.
Các chị có thể bắt đầu comment giúp em ạ. Comment giúp em hai số cuối, hai con số may mắn nhá. Em sẽ chơi mini game trong khoảng 5 phút thôi ạ. Các chị nhớ ấn giúp em một nút chia sẻ trên tường trang cá nhân này, tag 3 người bạn và comment hai con số may mắn ạ. Rồi, em bắt đầu tính giờ nha. 5 phút rồi các chị nha. 5 phút ạ. Phần thưởng chính là chiếc váy màu trắng em đang mặc ạ. Phần thưởng là chiếc váy màu trắng em đang mặc nha. Rồi. Trắng lắm ạ. Ôi. Đây ạ. Các chị ạ. Ờ, qua mẫu. Các chị comment đi ạ, comment giúp em hai số con số may mắn nha. Nhớ tăng 3 người bạn để chia sẻ trên trang cá nhân ạ. Phần thưởng chỉ là một chiếc váy trắng em đang mặc nha. Đây ạ, chiếc váy trắng em đang mặc ạ. Một chiếc váy công sở cực kỳ đẹp luôn các chị nhá. Rồi các chị comment nhớ nha, nhớ phải tăng 3 người bạn và chia sẻ livestream trên trang cá nhân ạ. Chia sẻ livestream trên trang cá nhân các chị nhá. Con số may mắn em đã cầm trong tay đây rồi nhưng mà chưa thấy chị nào comment chuẩn cả. Đây. Hàng kém thì nhà mạng cứ đẩy ra thì ai kêu. Nhớ ấn giúp em một nút chia sẻ đi ạ. Các chị nhớ ấn giúp em một nút chia sẻ nha. Và vẫn như thường lệ ạ, chị nào chia sẻ nhiều ở trên các nhóm các hội ạ, chia sẻ nhiều ở trên các nhóm các hội inbox cho shop mắc 451 ngân từ để có thể nhận phần quà của mình nha. Nhớ chia sẻ nhiều trên các nhóm các hội ạ, inbox chụp màn hình số lượng nhóm rồi inbox cho shop mắc 451 ngân từ ạ để có thể nhận cơ hội tặng phần quà là một chiếc váy trắng này nữa nha. Đây ạ. Rồi các chị đang nhiệt tình comment luôn. Nhưng nhớ ấn hộ em một lúc chia sẻ và tăng tăng người bạn nha. Các chị thấy mạng có hình ảnh có bị rõ nét không ạ? Có bị nhòe không ạ? Mọi người vẫn đang comment nhiệt tình quá. Các em đang chơi mini game cho khoảng 5 phút thôi ạ, rồi em sẽ chuyển qua mẫu khác nha. Rồi, các chị đã đang comment nhiệt tình. Trong khoảng thời gian đấy em sẽ đọc mã sản phẩm của mẫu này ạ. Mẫu này đang được giảm giá, đang còn từ 480.000, hôm nay em giảm còn 384.000 đấy chị nhá. Còn 384.000 mẫu màu trắng này thôi ạ. MS1834 ạ. Chị nào muốn mã sản phẩm này với giá 384.000 ạ thì để lại mã sản phẩm kèm số điện thoại của em nha. 1834 ạ, cộng số điện thoại ạ. Ngày mai em sẽ gọi điện chốt đơn cho các chị nha. Đây là mẫu màu trắng này, em zoom sát cho các chị ngắm này. Đây ạ. Các chị vẫn đang rất là comment. Mạng ok phải không chị? Đã. Vẫn có chị bảo mạng ok mà chị. Ai bảo không xem được, các chị bảo không vào được. Người vào trước thì được, người vào sau không vào được. Ồ, cứ tụt dần thế nào. 1834 nha các chị nha, 1834, 384.000 ạ. 384.000 mẫu này, mẫu màu trắng này các chị nhá. Chị Diệu Ly ơi, chị để lại kèm số điện thoại của em nha. Các chị muốn đặt hàng thì để lại mã số, mã sản phẩm 1834 kèm số điện thoại ạ. Tại vì phải có số điện thoại em có thể chốt đơn cho các chị nha. Đây ạ. Đây ạ. Em đứng xa cho chị ngắm này. Mã 1834 nha. Bao nhiêu phút rồi chị ạ? Các chị nhớ ạ, nhớ chia sẻ trên trang cá nhân ạ. Các chị nhớ phải chia sẻ trên trang cá nhân và chia sẻ và tag 3 người bạn. Comment hai con số thì mới được tính kết quả đấy các chị nha. Nhớ chia sẻ giúp em ạ, nhớ chia sẻ trên các nhóm các hội để có thể có cơ hội nhận quà nha. Rồi, có lẽ em sắp kết thúc livestream, mini game tại đây tầm 30 phút rồi nhỉ? Không ai bảo là không xem được. Thử một lúc nữa xem nếu không xem được thì. Thử một lúc nữa xem nào. Tối nay mạng có vẻ kém nhỉ? Chị Phan Thanh Luân ơi, chị để lại kèm số điện thoại hộ em nha. 1834 kèm số điện thoại, có như vậy thì em có thể chốt đơn cho các chị ạ. 1834 các chị nha. Có chị nào đang xem livestream mà muốn xem áo dạ giảm giá từ 990.000 mà bây giờ chỉ còn 349.000 không ạ? Số lượng tụt còn có này. Có chị nào muốn xem áo dạ không ạ? Có chị nào muốn xem áo dạ thì chấm hộ em một chấm đi ạ. Em sẽ bắt đầu like áo dạ nhá. Hôm nay áo dạ xem cực sốc, mấy lần trước mỗi lần livestream áo dạ đều bay cứ vèo vèo luôn ấy ạ. Vậy có nhiều chị còn comment là hay nhắn tin cho shop bảo là
chị chưa kịp chốt đơn hay là chưa kịp đặt hàng. Vậy thì hôm nay chị nào chưa kịp like chưa kịp chốt đơn trong buổi livestream trước ạ thì chấm hộ em một chấm ạ để em bắt đầu like áo dạ nha. Rồi, có chị nào? Có lẽ là mini game em sẽ có chị nào thích xem áo dạ không nào, chấm hộ em một chấm đi ạ để em bắt đầu like đi. Không, bác thử có số à? Lên người thay. Rồi, ok các chị nha. Áo dạ chỉ có 349.000 các chị nhá. Đồng giá tất cả các loại dạ từ ngắn đến dài. Từ ngắn đến dài luôn các chị nhá. Rất là rẻ luôn ạ. Cái gì nhỏ tí? Có chị nào không ạ? Rồi, đầm body ạ. À, đầm body. Hay để em đâu nhỉ? Có cái đầm body nào không nhỉ? Rơi nữa chị nhỉ. Đây. Mẫu đầm body màu xám này nha. Mẫu đầm body màu xám này hôm nay em sale còn 259.000 ạ. 259.000 mẫu đầm body này ạ. Đây, một đầm công sở rất là đẹp luôn nhá các chị nhá. Hôm nay sale chỉ từ 450.000, hôm nay chỉ còn 259.000 ạ. Em sẽ đọc mã sản phẩm này. Chị nào muốn đặt thì để lại mã sản phẩm kèm số điện thoại của em nhá. Trước khi em đọc mã sản phẩm các chị ấn hộ em một lần nữa nút chia sẻ đi ạ. Đây ạ, em đọc mã sản phẩm này MS662 các chị nhá. MS662 mã đầm này chỉ có giá là 259.000 ạ. Em zoom sát cho chị ngắm này, đầm có hai cái đai ở bụng nhá, đầm có hai đai ở bụng màu xám, màu xanh xám nhá các chị nhá, hơi ngả tím tím một tí đấy ạ. Đây ạ, có tay các chị mặc đi làm rất là dễ luôn nhá, dáng dài đến khoảng từ dao động cho khoảng từ trên gối cho đến đầu gối nhá, rất dễ mặc cho các chị đi làm đấy ạ. Chỉ có 259.000 thôi ạ. 259.000 mẫu này các chị nhá. Vai trái nó chỉ có duy nhất một màu thôi ạ. Áo dạ. Ok, qua mẫu này em sẽ like áo dạ cho các chị nhá. MS662 ạ. MS662 đầm body. Chỉ có 259.000 các chị nhá. 259.000 thôi đấy ạ. Đây ạ. MS662 ạ. MS662 các chị nhá. 259.000 ạ. Đây. Đầm body rất là dễ mặc luôn đấy ạ. Chị nào muốn mua đầm body thì có thể để lại mã sản phẩm kèm số điện thoại của em để ngày mai em có thể cho đơn hàng cho các chị nhá. Bây giờ em sẽ chuyển qua áo dạ này. Các chị ấn hộ em một nút chia sẻ đi để em like áo dạ nào. Áo dạ hôm nay chỉ có 349.000 các chị nhá. 349.000 ạ. Ơi. Váy trắng em đang mặc có giá là 384.000 chị ơi. 384.000 mỗi đầm em đang mặc ạ. Váy em đang mặc có áo dạ đấy, có vẻ không được hợp cho lắm. Nhưng mà em sẽ khoát cho chị ngắm nha. Mẫu áo dạ này đang chỉ còn có giá là 349.000 thôi ạ. 11751 các chị nhá. 11751 này. Áo dạ em có hai màu ạ. Em có hai màu, một màu xám, một màu rêu và một màu hồng nhá. Ba màu luôn ạ. 3 màu nha. 349.000 ạ. Chị nào thích áo dạ thì để lại mã sản phẩm áo dạ kèm số điện thoại của em nhá. Bồ công anh của anh bên em hết mất rồi chị ơi. Đây ạ. Mẫu áo dạ này chỉ có giá 349.000 các chị nhá. Cái váy trắng em nó mặc có giá là 384.000 chị ạ. Không ơi, được rồi ơi. Mạng chán nhỉ. Hỏi các chị comment xem có chia sẻ được không, được chị bấm lại xem. Nếu mà hôm nay được thì là tại vì hôm nay có vẻ vắng quá, buồn quá. Hay chia sẻ được cái bọn chị bị chứ không bảo vào không xem được không? Nó đẩy ra mà. Không phải là vắng đâu. Ồ, có phải là hôm nay các chị không vào xem được không nhỉ? Tại vì em thấy vắng quá. Bình thường mọi hôm đông các chị lắm. Hôm nay mạng bị làm sao ấy. Chị Bùi Giang ơi, chị có thể tham khảo trên trang gumac.vn giúp em. gumac.vn giúp em nha, trên này có rất nhiều mẫu chị có thể tham khảo ạ. Màu đỏ. Lựa xem. Vâng ạ, hôm nay thực sự là mạng rất là có vấn đề. Các chị vào thử comment các chị bảo nhắn tin cho shop là vào thì thường toàn bị đẩy mạng ra, đẩy ra không thể xem được livestream, nên là hôm nay có rất là nhiều chị không thể xem được đang livestream này.
em đang rất là buồn vì hôm nay vắng quá like, nó không có sức sung sức gì cả. Váy nó mắc không có màu đỏ chị ơi. Chẳng nhẽ là trong buổi tối ngày cuối cùng của chương trình sale mà lại không like được cho các chị thì phí quá. Hết ngày mai chương trình sẽ kết thúc, vậy nên là rất là khó các chị ạ. Chị nào mà hôm nay chưa mua được hàng ạ thì cố gắng mua hàng cho hôm nay nha, tại vì nốt ngày mai là chương trình kết thúc rồi ạ. Em chỉ có ngày mai để chốt đơn cho các chị. Vậy nên là các chị cố gắng ạ. Thích mẫu nào thì nhớ inbox cho shop hoặc là đặt trong livestream nha. Tại vì nhiều chị còn nhắn tin gọi điện cho em bảo là không chốt đơn hàng cho các chị quá. Bị ao mấy lần rồi. Đấy, hôm nay không hiểu mạng bị làm sao. Bị ao mấy lần đúng không anh? Ôi, thế ạ. Đấy, các chị cứ bảo là đang xem thì bị ao ra. Chán quá đấy. Chẳng nghe đừng nói chuyện xuông với các chị. Các chị muốn xem gì nào để em phục vụ nào. Thôi bây giờ ở đây có bao nhiêu chị thì phục vụ với nhiều chị vậy thôi chứ biết làm nào. Các chị có thể ấn cho em một nút chia sẻ không ạ? Tại vì mạng hôm nay thực sự rất là chán. Chẳng nhẽ em lại tắt livestream không thể like nữa. Tại vì ít các chị quá. Ờ, váy treo bên trái ạ. Váy treo bên trái. Váy màu xanh hay váy màu cam hả chị? Tại vì em bên trái em là váy màu xanh. Dạ em chào các chị. Tại vì mạng hôm nay thực sự rất là chán, các chị toàn bị ao ra. Váy xuông ạ. Váy xuông em chỉ còn vài dáng. Đây váy xuông em còn em này này. Váy xuông này 259.000 các chị nhá. Em còn S còn L. 1832 ạ. 1832 đầm xuông này. Đầm xuông rất là xinh luôn mà chỉ có 259.000 thôi ạ. 259.000 bạn này nha các chị nhá. MS1832 ạ. 1832 ạ. Chị nào mà thích mẫu đầm này thì để lại mã sản phẩm kèm số điện thoại của em nhá. Mã đầm xuông đấy ạ. Đầm xuông này 1832 này. À em có bạn bồ công anh này này. Nhưng mà chị em chỉ còn size S thôi nhá. Em chỉ còn size S, bạn là từ 50 cân trở xuống là vừa đấy ạ. Em còn size S này. Bạn bồ công anh này bây giờ còn có giá là 348.000 này. MS1849 ạ. Đầm bồ công anh đỏ rất là xinh, đầm xuông. Nhưng em chỉ còn size S ạ. Chị nào mặc vừa size S thì để lại mã sản phẩm của em đi nhá. Váy trắng em không có màu khác ạ. Đầm body ạ. Không thấy được chữ mạng không vào được cái chứ. Dạ, thấy các chị đâu à. Buồn lắm. Mạng không thấy được. Làm 30 phút nữa xong rồi. À, ra chưa mang. Mai chưa mang bên phòng á. Các chị muốn xem gì tiếp ạ? Đầm body ạ. Váy nó mà không có màu đen, em chỉ có duy nhất màu trắng ạ. Áo dạ ạ. Áo dạ đây. Áo dạ em vừa mới dơ xong. Mẫu dạ ngắn này chị này. Mẫu dạ ngắn chỉ có 349.000 nhá. 349.000 mẫu 12751. 12751 349.000 này. Em có màu rêu này. Màu rêu này, màu xám này và màu hồng ạ. Màu rêu, màu xám, màu hồng ạ. Chị nào thích thì để mã sản phẩm và số điện thoại của em nhá. Chỉ có 349.000 ạ. 349.000 12751 ạ. Đây là mẫu dạng lỡ này. Mẫu dạng lỡ đến giữa đùi này. Em có 3 màu luôn. Mẫu này em cũng có 3 màu luôn ạ. A12754 các chị nhá. A12754 này áo dạng viền cổ này. Áo này từ 980.000. Bây giờ chỉ còn 349.000 ạ. 349.000 và áo dạ hồng này nha các chị nha. Đầm bồ công anh 348.000 ạ. 348.000 đầm bồ công anh chị nhá. Ồ chị Bùi Giang ơi, chị nhắn tin đi ạ. Bên em vẫn đang check inbox đấy ạ. Chị nào muốn mua mã sản phẩm nào thì có thể inbox ngay cho shop nhá. Để có thể đặt hàng ạ. Áo dạ 12754 các chị này. 12754 ạ. Em có 3 màu nhá. Hiện tại ở shop em có 2 màu ạ. Hiện tại ở shop em có 2 màu nha. Em còn màu vàng bò và màu hồng ạ. Chị nào thích màu nào thì để lại màu đấy hộ em nhá. 12754 các chị nhá. 12754 ạ. 259.000 ạ. À 349.000 ạ. 349.000 mẫu này nha các chị nha.
Em có size S chị ơi. Dạ em có đủ size nha. Chị nào thích màu nào thì để lại mã sản phẩm màu ấy hộ em ạ. 12754 em có hai màu này, một màu hồng và một màu vàng bò ạ. Ra đi. Cô chào đi, tại vì mạng kém á. Có lẽ hôm nay mạng rất là kém, các chị không vào đủ nên là có lẽ hôm nay em sẽ kết thúc livestream tại đây nha. hôm nay là mạng đi à, các chị vào hoàn toàn bị thoát ra, nên là chắc là em sẽ kết thúc livestream tại đây để hẹn alo ạ. Hôm khác lại thôi ạ. Chứ hôm nay sáng quá. Chị là ở khu vực nào chị nhỉ? Vâng, toàn bị ao rồi đúng không? Vâng, chắc là em sẽ kết thúc livestream luôn tại đây. Ừ, Nguyên thì vâng. Chắc các bạn đã chốt đơn em cho chị rồi chị ạ. À, chị ơi, cái đơn mà chị gửi